Ngày hôm nay mạng xã hội rần rần cái vụ mà năm thư họp báo đó để mà kiểu bảo vệ mình đó mọi người, lên họp báo thì Chí Cảnh có đọc một vài tờ báo thì có thông tin rằng là năm thư mở họp báo nhưng mà chưa có xin phép. Nói chung là chưa có xin phép thì không biết là có bị gì hay không, nhưng mà có một vài tờ báo đưa tin là năm thư mở họp báo nhưng mà chưa có xin phép. Và trong cái họp báo của năm thư thì năm thư muốn lên để mà đính chính thông tin mình không phải là trà xanh, có nghĩa là không phải là người thứ ba, không phải trà xanh, nhưng mà không biết sao mà lại lựa chọn cái trang phục màu xanh, nó cũng giống như là cái màu của cái lá trà đó, trà xanh luôn. Thì không biết là đây là sự vô tình hay là cố ý gì mà sao kỳ vậy. Mình lên mình khẳng định mình không phải là trà xanh mà sao tự dưng chơi nguyên cái bộ đồ màu xanh vậy. Thì nói chung á là năm thư lên, năm thư nói rất là nhiều, chứng minh rất là nhiều và cũng chuẩn bị rất là nhiều tài liệu để mà chứng minh rằng mình không phải là trà xanh, mình không phải là người thứ ba và mình không có một cái mối quan hệ bất chính với người ta. Nhưng mà Chí Cảnh cảm thấy những cái lời của năm thư thì nó hơi bị vòng vo và nó chưa có sự thuyết phục. Không biết là đúng hay sai, nhưng mà mình cảm thấy sau cái buổi họp báo đó thì nó cũng không có giúp cho Nam Thư lấy lại danh dự gì cả. Mình cảm thấy những cái gì Nam Thư nói nó cực kỳ vòng vo luôn mọi người, và nó cũng không có sự thuyết phục luôn. Và trong cái lời nói cũng như trong ánh mắt của Nam Thư, nó luôn thể hiện một cái sự ngập ngừng và một cái sự kiểu mà nó chưa có thật sự tự tin đó mọi người. Và nếu như một cái người bị quan á thì mình nhìn vô họ là mình sẽ thấy được cái giống như kiểu họ thể hiện được cái sự đó, còn mình chưa thấy Nam Thư thể hiện hiện được cái điều đó. Mình cảm thấy Nam Thư cực kỳ vòng vo và cũng như là giống như kiểu mình chống chế đó mọi người, chống chế luôn. Thì thật sự mà nói, bản thân của Chí Cảnh thì cũng chưa biết là Nam Thư có phải là người thứ ba hay không, Nam Thư có phải là trà xanh hay không, Nam Thư có phải là có mối quan hệ với người khác hay không thì mình không biết. Mình không phải là người trong cuộc cho nên mình không biết, nhưng mà theo Chí Cảnh nhìn á, nhìn nhận á, theo cả cảm nhận của mình á, thì Chí Cảnh lại tin tưởng cái em Vi Đỗ hơn. Nói chung là giữa Nam Thư và cái em đó thì khi mình nhìn vô thì mình không biết là tự dưng mình có một cái cảm tình đặc biệt dành cho cái em Vi Đỗ đó, và Chí Cảnh cực kỳ tin tưởng vào cái em Vi Đỗ đó luôn. Nói chung là đây là cái giác quan của mình thôi mọi người, đây là cái linh cảm của mình, cho nên mình khi mình thấy hai người nói chuyện nha thì mình sẽ giống như kiểu mình sẽ cảm nhận á. Thì bản thân Chí Cảnh sao không hiểu là tự dưng Chí Cảnh lại dành cái tình cảm cho Vi Đỗ hơn, và Chí Cảnh thấy Vi Đỗ có cái gương mặt nó rất là phúc hậu, nó cực kỳ hiền, và mình thấy những cái gì mà Vi Đỗ nói thì mình cực kỳ tin đó mọi người, mình rất là tin tưởng vào Vi Đỗ luôn. Mình cực kỳ tin vào Vi Đỗ và mình thấy Vi Đỗ nói thì nó thuyết phục hơn. Nói chung là nó nói ra thì mình cảm thấy nó rất là đúng luôn, giống như kiểu mình thấy mình tin vào cái điều đó luôn mọi người. Nói chung là đây thì mình cũng chỉ là cái cảm nhận của mình thôi, cũng như là cái linh cảm của mình về cái người đó thôi, chứ thật ra thì mình cũng không có khẳng định, mình không có khẳng định là Nam Thư là như vậy, hay là mình cũng không có nói là Vi Đỗ đúng 100%, thì mình chưa có dám, mình không có khẳng định là Vi Đỗ đúng hay là Nam Thư đúng, chỉ là cái cảm nhận của mình đó mọi người, cái giác quan. Thì khi mà mình thấy hai người nói chuyện và mình theo dõi cái câu chuyện này á thì mình tự dưng mình lại tin Vi Đỗ hơn, mình tin những cái gì Vi Đỗ nói. Tại vì Nam Thư thì mình thấy Nam Thư hơi bị nói đạo lý hơi nhiều. Mỗi lần phỏng vấn, phỏng ngơ rồi thì Nam Thư nói đạo lý rất là nhiều. Và đặc biệt Nam Thư cũng có là một cái hình như là có một cái MV gì đó là về người thứ ba đúng không? Thì không biết làm sao mà giống như kiểu mà mình làm người thứ ba rồi. Trong cái MV đó thì Nam Thư cực kỳ kiểu mà cực kỳ lên án cái người thứ ba đó đúng không? Và có một cái câu mà nó trở thành trend luôn là
ở trong một mối quan hệ người nào không được yêu là người thứ ba hay là người thứ ba sẽ không được yêu gì đó mọi người, thì lúc đó thì mình cảm thấy giống như kiểu Nam Thư phải là một cái người rất là ghét cái chuyện đó và không bao giờ ủng hộ cho cái chuyện đó đúng không? Nhưng mà kể từ khi mà Nam Thư bị phốt như vậy đó, bị phốt là người thứ ba, thì nói chung là hình ảnh của Nam Thư sẽ cực kỳ đã thật sự sụp đổ trong lòng công chúng rồi, và Chí Cảnh nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới công việc, hình ảnh rồi danh dự của Nam Thư nữa. Mặc dù Nam Thư đã bị phốt cách đây cũng hơn 1 tháng rồi, nhưng mà Nam Thư cũng nói chung là cũng chưa có một cái sự quyết liệt. Nếu như một người mà người ta bị quen hoặc là người ta không có một cái vấn đề gì đó thì lẽ ra Nam Thư đã làm cái chuyện này từ rất là lâu, có nghĩa là phải ngay lập tức lên tiếng và phải làm cho ra lẽ luôn để bảo vệ mình. Khi mà mình bị như vậy, nếu như mình quen là mình sẽ làm liền. Trong trường hợp nếu như mà Nam Thư bị quen là Nam Thư phải làm liền, phải nhảy lên liền, phải giải thích liền, tại vì nó ảnh hưởng quá nghiêm trọng tới cái sự nghiệp của mình luôn mà. Không ai chấp nhận một nghệ sĩ mà có thể làm người thứ ba chen vào cái hạnh phúc của người khác như vậy được hết trơn á. Nhưng mà trong suốt 1 tháng qua thì Nam Thư lên tiếng rất là kiểu mà không có được một cách mạnh mẽ quyết liệt, lẽ ra là phải tổ chức họp báo từ lâu rồi. Khi mà xảy ra cái vấn đề đó, nếu như mình quen là mình phải ngay lập tức lên để mình phải bảo vệ mình, rồi biết bao nhiêu hợp đồng vai diễn đủ thứ quảng cáo tùm lum hết trơn, mà tại sao lại im 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 rồi giống như kiểu chờ chờ thu thập cái gì hay sao thì mình không biết. Nhưng mà ngày hôm nay thì đưa lên cái việc mà bị ấy tiền gì đó, bị tống tiền 500 triệu gì đó, rồi tổng hợp một số cái thông tin rồi đưa lên ngồi giải thích, thì chỉ cảm thấy nó cực kỳ dài dòng luôn, nó rất là dài dòng, nó rất dài dòng và nó cũng không thuyết phục được. Nếu như bản thân của Chí Cảnh mà bị như vậy là mình sẽ lên tiếng ngay lập tức. Mình phải lên tiếng ngay lập tức, mình là người thường nè, mình là người bình thường thôi mà mình bị quen một cái đó là nó đã ảnh hưởng tới danh dự của mình, là mình còn phải lên liền. Mình trong khi đó Nam Thư là một nghệ sĩ, một diễn viên cũng rất là có tiếng đúng không, mà tại sao lại chọn cách này? Nói chung cũng có lên bài đồ này nọ nhưng mà nó cực kỳ yếu ớt luôn, rồi để cho cái sự kiện nó kinh khủng như vậy, rồi cả tháng trời mới bắt đầu lên họp báo như vậy. Bây giờ lên cũng đã muộn rồi, tại vì bây giờ là quá trời người người ta đã nói mình rồi mà bây giờ mới lên họp báo, thì thật sự mà nói thì Chí Cảnh nghĩ rằng hình ảnh của Nam Thư á, trong cái post đợt này thì nó cực kỳ lớn, và Chí Cảnh cảm thấy cái ekip mà xử lý truyền thông của Nam Thư cũng hơi hơi yếu á, nói chung là chưa có giỏi á. Xử lý cái sự cố, xử lý những cái mà bê bối về truyền thông mới rất là dở luôn, cho nên là mới để cái tình trạng này kéo dài, và càng kéo dài thì người ta càng anti fan, người ta càng ghét và người ta càng tẩy chay Nam Thư nhiều hơn. Cho nên là nếu như mà trong trường hợp mình bị quen và mình đã lên tiếng từ rất là lâu rồi đúng không mọi người, khi mà xảy ra sự việc là mình phải lên tiếng ngay lập tức, mình phải ba mặt một lời hay mình phải có những cái động thái cực kỳ mạnh mẽ luôn, bởi vì mang cái tiếng người thứ ba nó rất là kỳ cục, nó hết rất là kỳ cục, và cả xã hội không có ai mà chấp nhận được cái người thứ ba hết trơn mọi người, nhất là người thứ ba mà chen vô cái mối quan hệ là chồng vợ, người ta đang là vợ chồng nữa, thì nó sẽ rất là nghiêm trọng luôn. Ví dụ như người thứ ba mà của là người yêu rồi thì nó còn đỡ, ví dụ như hai người đó chỉ là người yêu thôi mà mình chen vô thì nó cũng còn đỡ hơn một chút tí tí xíu đúng không, còn này người ta đã là vợ chồng, người ta có con có cái rồi rồi mà chen vô là rất là kỳ. Nhưng mà không hiểu gì lý do gì mà Nam Thư lại không có quyết liệt ngay từ đầu. Ekip xử lý truyền thông cực kỳ tệ, rất là dở luôn mọi người, rất là dở, rất là yếu ớt. Không biết là do từ đầu họ bị đuối lý hay là họ họ đánh giá cái sự việc này nó giống như kiểu mà chủ quan á mọi người, xem thường á, tưởng đâu là không sao đó, nhưng mà cuối cùng thì nó cực kỳ ảnh hưởng luôn. Và kể từ đây về sau thì Chí Cảnh nghĩ rằng Nam Thư cũng rất là khó để có thể lấy lại cái tình cảm của mọi người, rất là khó để được mọi người ủng hộ, tại vì sẽ không ai ủng hộ một người mà giống như kiểu sẽ không ai ủng hộ một người thứ ba nếu như mà Nam Thư mà không có chứng minh một cách thuyết phục
rằng mình là người bình thường, mình không có như vậy á, thì rõ ràng từ đây về sau cái sự nghiệp của Nam Thư coi như là dấu chấm hết, không ai mà có thể tiếp tục ủng hộ được nữa. Thật ra thì với tính cách của Nam Thư thì Chí Cảnh cũng có dạo một dòng á, thì hầu hết tất cả trên mạng xã hội thì có rất là nhiều người không có thích Nam Thư. Nói chung là rất là nhiều kênh họ đăng lên đó mọi người, họ đăng lên rất là nhiều kênh rất là lớn luôn, kênh Tích Xanh đăng lên thì Chí Cảnh cũng có vào đọc comment thử coi là cái phản ứng của khán giả như thế nào, thì mình thấy là giống như kiểu 80-90% là đã không có ủng hộ Nam Thư rồi. Người ta dành ra những cái lời lẽ nói chung là cũng rất là mỉa mai đó. Thì mình đọc vô là mình đã thấy cái số lượng mà anti fan của Nam Thư rồi đúng không? Rất là kinh khủng luôn. Và những cái kênh đó thì nói chung cũng không phải là fan của Vi Độ hay là fan của Nam Thư, những kênh trung lập á, và khán giả cũng là trung lập luôn. Thì Chí Cảnh đọc cái comment thì Chí Cảnh thấy là đa số hầu như không có ai thích Nam Thư nữa. Thì có thể là không phải là người ta mới không thích đây, mà người ta đã không thích tính cách của Nam Thư từ rất là lâu rồi. Giống như kiểu người ta thấy Nam Thư không biết là như thế nào, nhưng mà Chí Cảnh nghĩ rằng chắc là người ta cũng đã có không có thiện cảm từ lâu rồi. Thì cho tới bây giờ có một cái sự cố, có một cái drama, có một cái phó thì sẵn người ta ghét luôn như vậy đó mọi người. Thật ra thì Chí Cảnh thấy là Nam Thư tính cách thì cũng không có được lòng mọi người, giống như kiểu nói chuyện thì nó cũng không có được 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 ấy đó mọi người, cái tính đó sao nó cũng không có được mọi người thương lắm đó mọi người ha, đúng không? Thì cũng 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 buồn, cũng buồn cho Nam Thư. Nam Thư mà giống như Nam Thư là trước đó là đàn em của anh bốn hả, đàn em của anh bốn hả, cho nên là cũng 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 gặp sự cố rồi, gặp sự cố rồi ha. Thật ra thì quay trở lại thì cuối cùng thì Chí Cảnh cũng có nói về cái quan điểm của mình, cái cảm nhận của mình và cái giống như kiểu cái linh cảm của mình á, thì mình thấy là mình ủng hộ cái bà cái bé Vi Đỗ. Chí Cảnh thì cực kỳ ủng hộ Vi Đỗ, không phải mình ủng hộ mà mình thấy tin đó mọi người. Khi mình thấy lên nói chuyện á, mình thấy lên nói chuyện á, mình cực kỳ tin luôn á, thấy giống như kiểu mình bị thuyết phục bởi những cái lời nói rồi những cái gì mà Vi Đỗ đưa ra thì mình cảm thấy nó rất là hợp lý, còn Nam Thư đưa ra thì mình cảm thấy nó chưa có được ok, nó chưa có được ok. Thì hiện tại Nam Thư cũng đã báo lên cơ quan chức năng đồ này nọ, thư kiện đồ này nọ đồ gì đó. Thì nếu như trong trường hợp mà Nam Thư đúng á, Nam Thư đúng thì ok, còn nếu như mà trong trường hợp mà chưa đúng mà càng làm lên thì nó càng kinh khủng lên, càng để cho người ta thấy được cái này cái kia. Cho nên là để coi cái sự việc này như thế nào ha, để coi thử coi cơ quan chức năng họ sẽ sao, họ sẽ xử lý, họ sẽ điều tra như thế nào. Nhưng mà nếu mà nói là mình là một cái người khán giả, mình là một cái người quan sát, thì bản thân Chí Cảnh thì đặt niềm tin vào Vi Đỗ hơn, và Chí Cảnh cảm thấy rất là có tình cảm với Vi Đỗ, mặc dù Chí Cảnh cũng chưa có biết Vi Đỗ là ai, cũng chưa có gặp gỡ, chưa nói chuyện bao giờ, nhưng mà không biết tại sao mình lại dành cái tình cảm cho Vi Đỗ hơn là Nam Thư, giống như kiểu mình đứng về phía Vi Đỗ hơn đó mọi người. Thì không biết mọi người thấy như thế nào, không biết là mọi người có cùng cái quan điểm với Chí Cảnh hay không. Giống như kiểu mình sao mà tự dưng mình thấy những người mà yếu thế hoặc là những người mà bị người khác giống như kiểu mình thấy bị người khác lấy đi cái hạnh phúc á, thì tự dưng mình lại đồng cảm với cái người đó. Thì có thể là do Vi Đỗ là nạn nhân cho nên mình đồng cảm hơn á mọi người. Thì để coi cơ quan chức năng họ sẽ điều tra như thế nào và họ sẽ xử lý cái việc này ra sao, thì chúng ta cùng hóng drama. Mọi người có thể để lại cho Chí Cảnh cái ý kiến của cô chú anh chị là cô chú anh chị tin ai, ủng hộ ai. Cô chú anh chị có ủng hộ Nam Thư không hay là ủng hộ cái bạn Vi Đỗ em. Nếu như mà Vi Độ có nghe được clip này thì Vi Độ hãy nhắn tin cho Chí Cảnh nha Vi Độ. Tại vì Chí Cảnh cực kỳ tin tin tưởng Vi Độ và thấy rất là thương cho Vi Độ. Chí Cảnh cực kỳ thương cho Vi Độ là bởi vì trong tình yêu, trong bất kỳ một cái mối quan hệ nào thì khi mình bị người khác phản bội sẽ cực kỳ tổn thương luôn. Sẽ cực kỳ tổn thương, và cái người mà giành giật cái tình cảm của người khác là một người rất là tàn nhẫn, một người rất là tàn nhẫn. Và Chí Cảnh thì thường sẽ không có trách cái người giành giật mà trách cái người bạc
bội bạc á, trách cái người bạc tình á. Mình sẽ trách cái người bạc tình hơn là trách cái người giành giật, tại vì nếu như mà họ không bạc tình á, họ không có bạc tình với mình á, thì không có ai giành giật được. Quan trọng là họ cũng đã thay đổi rồi, họ cũng đã như thế nào rồi thì họ mới lạc lối được, đúng không? Nhưng mà chí cảnh cực kỳ cảm thông cho Vi Đỗ, bởi vì nếu như mà thật sự Vi Đỗ bị phản bội như vậy á, thì nó là một cái vết thương rất là khó để lành luôn, và phải là một người rất là mạnh mẽ thì mới có thể vượt qua được, chứ bị người khác lừa dối sau lưng nó đau lắm mọi người, nó cực kỳ đau, nó cực kỳ tổn thương. Và bản thân của chí cảnh cũng đã từng bị rồi, từng bị người ta từng bị người ta quay lưng sau lưng đó mọi người, và lúc đó thì chị cảnh bị stress và bị trầm cảm luôn đó, bị trầm cảm luôn đó. Nhưng mà chị cảnh bây giờ thì chị cảnh lại cảm ơn những cái tổn thương mà người ta đã để lại, bởi vì đã giúp chị cảnh cực kỳ mạnh mẽ. Ngày xưa thì chị cảnh cực kỳ lụy tình luôn mọi người, giống như kiểu mình thương ai là mình thương hết, mình lụy người ta lắm. Nhưng mà kể từ khi mà chị cảnh vượt qua được cái cú sốc đó thì bây giờ chí cảnh không có lụy tình nữa. Nói chung là khi mình muốn quen ai hay gì đó thì mình cũng không có dành trọn tình cảm cho người ta nữa mọi người, mình phải giữ lại cái gì riêng cho mình. Nếu như trong trường hợp mà có kết thúc hay là có chia tay nó, mình cũng cảm thấy rất là bình thường, mình không có buồn giống như hồi xưa nữa. Còn lại hồi xưa thì chí cảnh bị buồn lắm mọi người, buồn lắm, bị lụy tình rồi bị lệ thuộc vào người ta đó. Nói chung là bị người ta nói gì cũng cũng làm theo, rồi lúc nào cũng phải 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 chạy theo người ta đó. Nhưng mà vậy nó mệt mỏi lắm mọi người, cho nên là sau cái sự việc đó thì chí cảnh lại cố gắng là làm cho mình đẹp hơn, mình đẹp lên mỗi ngày, mình cố gắng mình thành công, mình kiếm được nhiều tiền, thì những người mà đã từng vụ bạc mình đó, họ sẽ hối hận, họ sẽ hối hận. Và nếu như mà họ không hối hận thì ít nhất họ cũng tự hào, bởi vì họ đã từng quen mình. Chứ nếu như mà sau khi mà họ bỏ mình rồi mà mình suy sụp, mình tệ đi, hoặc là mình thế này thế kia đó, thì họ càng 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 nghĩ rằng là họ bỏ mình là một cái lựa chọn rất là đúng đắn. Cho nên ai mà bị bỏ đó thì đừng có buồn đau gì hết trơn á, nói chung là hãy vui lên, hãy vui vẻ lên, hãy cố gắng lên, hãy đẹp lên, hãy kiểu mà trưởng thành lên, kiếm thật là nhiều tiền, sang trọng lên, thì cái người đó thứ nhất họ sẽ hối hận đó. Nếu như không hối hận thì họ cũng sẽ rất là tự hào, bởi vì họ từng quen mình và họ cũng sẽ tiếc nuối nha. Cho nên là nếu như Vi Đỗ mà có nghe clip này thì Vi Đỗ cũng đừng có buồn, Vi Đỗ ơi, nói chung là đừng có buồn, đừng có cảm thấy bị tổn thương gì cả. Người ta không trân trọng mình thì mình cũng không có gì phải buồn cả, mình hãy đi tìm một người xứng đáng hơn. Có thể đây là giống như kiểu đây là cái định mệnh ông trời á, ông giúp cho Vi Đỗ chấm dứt cái mối quan hệ đó càng sớm càng tốt, chứ để càng lớn lên nữa thì lúc đó mình rất là khó để bắt đầu, đúng không? Vi Đỗ cũng còn rất là trẻ, rất là đẹp, thì bây giờ á, xui khiến để cho xảy ra cái sự việc đó, để mình kết thúc cái mối quan hệ đó luôn, để mình tìm được cái người phù hợp hơn để mà gắn bó lên. Tại vì bây giờ mình còn trẻ, mình còn có thể làm lại chứ. Ví dụ như mà sau này hả, lớn mình già rồi, 40 50 tuổi gì đó, mình đã không còn cơ hội để mình gặp gặp người khác nữa thì sao? Cho nên nhiều khi trong cái rủi có cái may, đúng không? Cái rủi là mình bị như vậy, nhưng mà may mắn là mình đã lội đi được một người mà thật sự không xứng đáng, đúng không Vi Đỗ? Cho nên Vi Đỗ hãy cố lên, đừng buồn và cũng đừng có kiểu cây cú gì cả. Mình cứ vui vẻ, cứ làm cho bản thân mình đẹp lên, hãy nghĩ về con mình, chăm sóc con cái và cha mẹ. Ngoài tình yêu ra thì trong cuộc sống nó còn có rất là nhiều thứ, tình tình bạn, rồi tình cha mẹ đồ này nọ đồ đó, rồi công việc đồ, mình hãy làm lên, mình hãy bận rộn lên là mình không có gì phải buồn. Cố lên nha.